Tập 21. Sống. Còn sống vậy, vẫn chưa chết đâu. Đây là nơi nào? Sao mà tôi biết được? Lão Hồ à, chúng ta chưa chết. Béo à, đừng khóc. Béo, đừng khóc. Không sao rồi, đừng khóc. Thế giới của các người cũng là của chúng tôi, nhưng suy cho cùng thì cũng là của các người. Bốn bề nổi chạy cuồng nộ, năm châu chấn động phong lôi. Các cậu giống như mặt trời mọc lúc 8-9 giờ sáng. Hy vọng phải gửi gắm trên người các cậu rồi. Giáo sư Trần,
Giáo sư Trần, qua rồi, mọi chuyện đều qua rồi. Sở Kiện, Hồ đại ca, anh còn sống à? Hồ đại ca, bọn tôi tưởng là không quay về được nữa rồi. Tiểu Sở, về sau rốt cuộc mọi chuyện là thế nào vậy? Chuyện gì cơ? Lúc đó anh kêu bọn tôi đưa Diệp Diệt Tâm mang theo nước rời khỏi sông ngầm. Bọn tôi lên đây tìm An Lực Mãn thì đã ở đây đợi mọi người rồi. Đúng, tôi thật sự không ngờ anh vẫn còn sống. Sau khi bão cát đen đi qua, bọn tôi không còn cách nào khác mới phải tản ra. Tiểu Diệp đâu? Tiểu Diệp đâu rồi? Tiểu Diệp uống chút nước, đã đỡ hơn nhiều rồi. Cô ấy kia kìa. Đúng, ở kia kìa. Gió đông thổi, trống nổi lên. Bây giờ trên thế gian này rốt cuộc là ai? Giáo sư, giáo sư, những vật phong lưu hãy nhìn vào hôm nay. Giáo sư, giáo sư, thầy sao vậy? Giáo sư, giáo sư, Tiểu Diệp, Lão Hồ, chuyện này là sao? Có nước không? Tôi đi tìm thử. Lão Hồ, hết nước rồi, đồ đạc bị rơi trong bão cát rồi. Lão Hồ, Lão Hồ, có nghe thấy tôi nói gì không? Sao vậy? Hết nước rồi. Giáo sư, thầy sao vậy? Thank you.
Bão cát đen đã thay đổi phương hướng của sa mạc. Ngay cả lạc đà cũng lạc đường rồi. Ông lão, ông phải nghĩ cách xem. Nếu không cả đám người này, chúng ta đi theo hướng tây đi. Phía tây có một mỏ dầu, có lẽ sẽ sống được đấy. Nhưng không thể cưỡi lạc đà nữa, bọn chúng không chịu được nữa. Được, chúng ta đi bao nhiêu ngày rồi? Chưa được bao nhiêu cả. Chưa được bao nhiêu là mấy ngày? Sắp rồi, sắp ra khỏi đây rồi. Anh đừng gạt tôi. Tôi biết chúng ta không ra ngoài được nữa đâu. Mỗi ngày mở mắt ra là sa mạc, nhắm mắt lại vẫn là sa mạc. Tôi thật sự không đi nổi nữa rồi. Tôi không chịu nổi rồi, lão Hồ. Tiểu tướng cách mạng, kiên trì một chút. Kiên trì đến cùng chính là thắng lợi. Tôi kiên trì không nổi nữa, lão Hồ. Tôi không đi được nữa. Anh nhất định phải ra khỏi đây. Đợi đến ngày cách mạng thắng lợi, đừng quên nói cho tôi biết. Kiên trì lên. Đi. Đi. Tôi... Sao vậy béo? Sao vậy? Vương đại ca, anh béo, tỉnh lại đi. Béo, tỉnh dậy, tỉnh lại đi. Lão Hồ, tôi không ổn rồi. Không đi nổi nữa, cũng không ra ngoài được nữa. Cứ tiếp tục đi, không chết cũng bị phơi thành xác khô. Tỉnh lại. Đứng dậy. Dậy đi. Dậy đi. Cậu ấy sao rồi? Không sao. Đi thôi.
Cuối cùng, tôi đã làm mọi người liên lụy. Bây giờ đến nước này rồi, đừng nói liên lụy hay không nữa. Mọi người giống nhau cả mà. Tôi không giống với mọi người. Có gì mà không giống? Vì cô là người Mỹ sao? Tôi là người tộc Zagora. Đến lúc này cô vẫn còn sức đùa sao? Tôi không đùa. Mẹ tôi là hậu duệ của người Zagora. Tổ tiên chúng tôi muốn tìm hiểu bí mật quỷ động đã bị lời nguyền. Vì lời nguyền đó mà tất cả hậu duệ đều không sống quá 50 tuổi. Đây cũng là lý do tôi luôn kiên trì muốn tìm tinh tuyệt cổ thành. Vì để giải lời nguyền đó, vì để cứu mẹ của tôi, cũng là để cứu tôi sau này. Từ đầu cô đã biết những điều này rồi sao? Vậy sao cô không nói sớm? Tôi nói mọi người cũng không tin. Vì vậy, bọ rùa lửa không làm cô bị thương được phải không? Có lẽ vậy. Tôi không biết. Thấy chưa? Đây là dấu ấn của lời nguyện tộc người Zagora. Trên người mẹ tôi cũng có một cái. Lạc đà thánh vật đã xuất hiện. Lạc đà thánh vật. Nó có thể xuất hiện trên sa mạc chứng minh lời nguyền đã kết thúc rồi. Ông trời đã thu hồi sa mạc này rồi. Mau đi theo nó. Đi theo nó đi. Tam quân chào hỏi kính lễ. Mau đi theo lạc đà trắng là có thể tìm thấy nước. Mau đi theo lạc đà. Mau lên tắt đế bằng. Thật sự thần kỳ quá. Cảm ơn thần bảo vệ của nó. Đừng uống. Giáo sư.
Tát đấy bằng, đừng gấp gáp vậy, đi lấy thùng nước. Khổ quá, lão Hồ. Đợi nó tan rồi mới uống được. Giáo sư, giáo sư, giáo sư, giáo sư đợi đã. Đợi đã giáo sư, nước này một lát nữa mới uống được. Cảm ơn lạc đà trắng. Cảm ơn ông trời lần thứ hai phái lạc đà trắng cứu con. Cảm ơn người đã giải trừ lời nguyền trong sa mạc. Chúng nước này là thần tích của người. Còn mãi mãi nhớ ân đức của người. Uống được rồi đấy. Giáo sư, giáo sư, giáo sư. Nào, từ từ thôi. Mà nhỉ. Lão Hồ, bây giờ tôi không muốn cử động chút nào cả. Mắt cách mạng, thúc đẩy sinh sản, chuẩn bị chiến tranh, đề phòng mất mùa cho nhân dân. Đây không phải là hải thị thần lâu sao? Ở đây. Anh béo, súng. Súng mất từ lâu rồi, đâu còn súng nữa. Chúng tôi ở đây. Mười ngàn năm quá lâu, chỉ tranh trong sớm chiều. Mười ngàn năm quá lâu, chỉ tranh trong sớm chiều. Giáo sư, giáo sư, mười ngàn năm quá lâu, chỉ tranh trong sớm chiều. Mọi thứ đều giống như giấc mơ đó. Đúng vậy, mấy chuyện này nói cho ai nghe, họ đều cảm thấy là thiên phương dạ đàm. Chúng tôi ở đây. Chúng tôi ở đây. Ở đây. Chúng tôi ở đây. Ở đây. Lão Hồ, chúng ta được cứu rồi. Chúng tôi đang ở đây. Đang ở đây. Cuối cùng cũng quay về Bắc Kinh. Tôi tích cực tiếp nhận các cuộc điều tra có liên quan. Dù sao trên đường đi xảy ra quá nhiều chuyện. Rốt cuộc là ảo giác hay là sự thật, rất khó để nói chính xác. Có những chuyện thậm chí vốn không thể nói rõ được. Thank you.
đèn, phỉ thúy, vàng. Anh nói xem, sao tôi lại không lấy chứ? Anh nhẹ chút đi, đây là đàn cổ đấy. Đây là đàn cổ sao? Cái gì vậy? Tôi nói cho ông nghe, Kim Gia, ông vẫn chưa nhìn thấy đồ dùng bằng đồng, bằng vàng trong cổ mộ đâu. Một núi vàng, khái niệm gì? Bức tranh đó mãi mãi ở trong đầu tôi, không thể nào mất đi. Tôi nói anh nghe, chiếc đèn đó, nói thế nào nhỉ? Màu trầm, tuyệt đối là màu trầm. Anh còn có thể thấy trên cầu đá gốc cây lớn, nước thần. Lúc đó tôi không có thời gian. Nếu có thời gian, tôi sẽ lấy một đống. Đó đều là đồ quý hiếm. Mang nó về, bán đi không phải sẽ có một túi tiền sao? Béo, tôi chỉ muốn hỏi cậu một câu. Lần này cậu quay về mang theo thứ gì? Anh có nghe tôi nói không vậy? Tôi nghe rồi, tôi nói gì nào? Ảo giác. Ai bảo anh đó là ảo giác? Tôi nói với anh, một núi vàng đấy. Béo à, tôi chỉ hỏi cậu cầm về thứ gì thôi. Người của đội khảo cổ đều ở đó, tôi có thể mang gì về chứ? Vậy không phải anh Hồ đi cùng cậu sao? Không phải tôi nói với anh rồi sao? Cậu ta ở nhà viết tài liệu, phải tiếp nhận điều tra. Sao còn điều tra nữa? Hai giáo sư, một người hy sinh, một người bị điên, là chuyện lớn rồi đúng không? Hai kẻ nữa tôi cũng phải tiếp nhận điều tra. Tôi bây giờ đang nói với anh, núi vàng lúc đó, ra ra. Cậu nói ba lần rồi đấy. Tôi có khách rồi, tôi đi chăm sóc khách hàng đã. Anh không thể tưởng tượng được đâu. Tôi đâu có dùng sức, ai ra cái gì? Đến đây, vào đi, hoan nghênh quý khách. Nào nào, mời ngồi, mời ngồi. Kim Gia, không đúng. Sao mà tự nhiên lại nóng quá, đau quá? Chuyện gì vậy? Tôi đâu có dùng sức đâu. Anh xem dùng tôi sao lại đau thế? Chỗ nào? Ở đây. Thiết xa trưởng, đừng ồn. Xem thử xem bị sao vậy. Đỏ hết một mảng. Hai người họ đang làm gì thế? Giống như hình gì vậy? Tôi nhìn thử đã. Hình như là một con mắt. Đến đây. Không phải chứ. Sao cô lại tìm đến đây? Đại Kim Nha cho tôi địa chỉ. Cô cũng biết Đại Kim Nha sao? Cứ tính là quen đi, cũng không thân lắm. Giáo sư Trần thân với ba anh ta, đều thích sưu tầm đồ cổ. Không mời tôi vào ngồi sao? Bên trong hơi tùm luôn. Cảm ơn. Hăng. Béo, hồi trước bán hàng, kiếm được rất nhiều đồ linh tinh, tùm lum tùm la. Chỗ nào cũng dán, dán đến độ bể sắc cầu vồng luôn. Thẩm mỹ của cậu ta, tôi luôn phê bình, thật đấy. Béo đâu? Anh ta không ở đây à? Không phải, cô đến tìm tôi à? Tôi đến tìm cả hai người. Lần này tôi đến tìm anh là để đưa tiền của anh và Béo. Ngày mai tôi sẽ về Mỹ. Phải về rồi sao? Liên hệ bệnh viện, đưa giáo sư Trần về Mỹ chữa bệnh. Tôi thấy người Mỹ các cô cũng không giàu có lắm. Cô xem tất cả đều là tiền mặt. Hay là thôi đi. Tiền vẫn phải đưa, ban đầu đã nói rồi mà. Có điều lão Hồ, tôi muốn anh đồng ý với tôi một việc. Cô nói đi. Trưởng bối của hai chúng ta coi như là đồng môn. Ban đầu ông ngoại tôi quyết định rửa tay gác kiếm, cũng vì việc đào vàng trộm mộ này rất tổn hại ân đức. Coi như người có số mạng lớn cũng khó tránh xảy ra bất trắc. Tôi mong anh lần này coi như dừng lại,
Sau này đừng làm việc đào mộ nữa. Tương lai có cơ hội anh và Béo đến Mỹ, tôi sẽ sắp xếp cho các anh. Tôi thì làm gì được chứ. Tôi còn tưởng các cô có tiền nhiều quá tiêu không hết. Lão Hồ, tôi nghiêm túc đấy. Điều cô nói tôi hiểu. Hồ Bát Nhất tôi là người có nguyên tắc, có lập trường. Ngoài cổ mộ bị phát hiện được bảo vệ, ở trong thâm sơn cùng gốc còn có rất nhiều dấu vết và mộ lớn. Những nơi đó, người không hiểu thuật phong thủy căn bản không tìm nổi đâu. Nếu như nói những nơi này không được phát hiện nghiên cứu thì không đúng rồi. Một cái là những bảo bối tuyệt thế cũng sẽ không có cơ hội thấy được mặt trời nữa. Một cái nữa đó là sự biến hóa của tự nhiên vô thường đối với những cổ mộ không có ai phát hiện đó, tạo thành sự uy hiếp cực kỳ lớn. Tôi thật sự nhìn thấy rất đau lòng. Tôi nói là được rồi, tôi có ý tốt mà. Gặp phải anh rảo biện thiên hạ đệ nhất. Tôi thật sự không có rảo biện đâu. Cô phải biết, vị lãnh tổ vĩ đại của chúng ta, chủ tịch Mao đã dạy chúng ta, chuyện gì cũng có tính hai mặt của nó. Chuyện tốt có thể biến thành chuyện xấu, chuyện xấu cũng có thể biến thành chuyện tốt. Đây là chủ nghĩa vi vật biện chứng. Còn tôi kiên định bất dịch, dựa theo lý luận này tới thực tiễn. Không ngờ anh bướng bỉnh như vậy. Thật khiến tôi có ánh nhìn khác. Tôi lời vừa nãy thu hồi lại vậy. Số tiền này ắt hẳn anh không chịu nhận nữa. Cô Dương. Không phải, cô Dương. Ý tôi là nếu cô thành ý thế này, tình tôi xin nhận. Cô nói xem. Vậy thế này, tiền coi như cô cho tôi vay, dựa theo lãi suất của ngân hàng Trung Quốc chúng tôi để tính lãi có được không? Cảm ơn nhé. Tôi cũng thay mặt Béo cảm ơn cô. Tôi mới nên cảm ơn anh và Béo nữa. Thật sự cứ thế đi sao? Ý tôi là giáo sư Trần đi cùng cô à? Đúng vậy, còn phải liên lạc bệnh viện đưa giáo sư Trần về chữa bệnh nữa. Đúng rồi, anh và Béo sức khỏe không sao chứ? Không sao, chúng tôi khỏe lắm, chẳng có chuyện gì cả đâu. Thế thì tốt rồi. Tôi đi đây. Sau này chúng ta có thể không gặp nhau nữa. Bảo trọng. Sau này gặp lại. Sau này gặp lại. Có thể nối điện thoại qua đây rồi. Cảm ơn. Alo. Bố à, mai con về nhà rồi. Vâng, mọi thứ đều ổn.